Cô Quách Nhuần xin chào tất cả các con. Buổi hôm nay thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các con thêm một buổi nữa về chuyên đề tập hợp. Thì buổi trước cô đã hướng dẫn các con được 4 dạng rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm dạng thứ 5 và cũng là dạng cuối cùng trong chủ đề này. Đó chính là gì? Sử dụng biểu đồ Venn để giải toán. Vậy thế nào là biểu đồ Venn thì các con lưu ý cho cô là gì? Để minh họa cho một tập hợp thì ta thường dùng các đường cong khép kín. Và mỗi phần tử của một tập hợp thì sẽ biểu diễn được là một điểm nằm trong đường cong khép kín đó. Cô lấy ví dụ như thế này nhé. Bây giờ cô cho tập hợp A cùng các phần tử là gì? A, B, 2, 3 đi chẳng hạn. Vậy thì để minh họa cho tập hợp A thì mình sẽ biểu diễn bằng một đường tròn hoặc là một đường cong khép kín, được chưa nào? Và đây chính là gì? Chính là tập hợp A. Và mỗi phần tử của tập hợp A chúng ta sẽ biểu diễn bởi một điểm nằm trong đường cong khép kín này. Đây cô vì lấy ví dụ, đây là gì? Đây là điểm A này, đây là điểm B này, đây là điểm 2 này và đây là điểm 3, được chưa nào? Đấy, các con lưu ý nhé. Để minh họa cho một tập hợp thì chúng ta sẽ dùng một đường cong khép kín. Và với mỗi phần tử của tập hợp ta sẽ biểu diễn bởi một điểm nằm trong đường cong khép kín đó, được chưa nào? Sang phần thứ hai các con cần phải để ý là gì? Ta sẽ sử dụng đường cong khép kín như giao nhau để mô tả cho quan hệ của các tập hợp. Vậy thì như các con đã biết rồi là gì? Đối với hai tập hợp thì có thể sẽ xảy ra trường hợp là gì? Hai tập hợp không có phần tử nào chung cả. Hoặc là gì? Hai tập hợp có một số phần tử nào đó chung nhau. Hoặc hai tập hợp là gì? Là nếu những phần tập hợp này có tất cả các phần tử nằm trong tập hợp kia, hay chính là gì? Tập hợp này là tập con của tập hợp kia. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng các đường cong khép kín hay chính là các đường tròn để chúng ta biểu diễn hay là mô tả cho các quan hệ của tập hợp đó. Đây cô lấy ví dụ như cô cho tập A. Đây cô có thể minh họa luôn nhé. Đây cô cho tập A, đây là tập hợp A gồm hai phần tử là gì? Là A và B. Còn tập hợp B ở đây gồm hai phần tử là 1 và 2. Đây là gì? Đây chính là nếu như hai đường tròn này hoặc là hai đường cong khép kín này không giao nhau, nghĩa là gì? Tập A và tập B không có phần tử nào chung cả, được chưa? Hoặc sang cái ví dụ thứ hai, đây cô cho tập hợp A và tập hợp B, trong đó tập A thì gồm hai phần tử là 1, 2 và 3. Tập hợp B thì gồm 3 phần tử là 3, 5 và 7. Thì các con lưu ý nhé, hai đường tròn này là chúng ta mô tả cho hai tập hợp. Trong đó tập hợp A thì gồm các phần tử này 1, 2 và 3. Tập hợp B thì gồm các phần tử 3, 5 và 7. Ta thấy hai đường tròn này cắt nhau. Đây hai đường tròn giao nhau theo miền chung này và điểm 3 nằm trong cái miền chung đó. Và thì điểm 3 này sẽ là phần tử chung cho cả hai tập hợp A và B, được chưa nào? Và một cái ví dụ thứ 3 nữa mà các con cần để ý là gì? Đây cô cũng cho tập, đây là tập hợp A và đây tập hợp B. Tập hợp B gồm hai phần tử là 2 và 4. Tập hợp đây tập hợp B này. Tập hợp A thì gồm 2, 4, 5 và 6. Thì chúng ta thấy là gì? Đường tròn mà mô tả cho tập hợp B nằm trọn vẹn trong đường tròn mô tả tập hợp A. Thì ta thấy ở đây là gì? B sẽ là tập con của A, được chưa nào? Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta dùng các đường cong khép kín giao nhau hoặc không giao nhau để mô tả cho mối quan hệ của các tập hợp, được chưa? Và chúng ta sẽ sử dụng kiến thức về phần mô tả tập hợp này để làm các dạng bài tập liên quan đến toán có lời văn. Và người ta sự mình có thể gọi cái phương pháp đấy là sử dụng biểu đồ Venn để giải toán. Vậy thì muốn làm các bài tập bằng phương pháp biểu đồ Venn thì các con thực hiện cho cô theo 3 bước. Bước đầu tiên là các con chuyển bài toán về ngôn ngữ tập hợp. Bước thứ hai là sẽ sử dụng sơ đồ Venn để minh họa cho các tập hợp đó. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ dựa vào sơ đồ Venn để tìm ra kết quả của bài toán hay là tìm ra lời giải của bài toán, được chưa nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào một bài tập cụ thể để hiểu rõ hơn về cái phương pháp sử dụng sơ đồ Venn này nhé. Chúng ta đi vào bài đầu tiên. Trong một lớp học, mỗi học sinh
học tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp. Có 25 bạn thì học tiếng Anh, 27 bạn thì học tiếng Pháp, còn 18 bạn thì học cả hai thứ tiếng đó là Anh và Pháp. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh? Đây, vậy thì chúng ta cũng phân tích đề bài một chút. Ở đây cô coi nhá, coi các bạn học tiếng Anh là một tập hợp. Các bạn học tiếng Pháp là một tập hợp. Và đây cô có thể minh họa cho hai tập hợp đó bởi hai đường cong khép kín. Đây, thứ nhất là gì? Đây chính là gì? Tập hợp các bạn học sinh học tiếng Anh, thì cô có thể ghi tắt là gì? Là tiếng Anh nhá. Rồi, tập hợp thứ hai là gì? Là các bạn học sinh học tiếng Pháp. Đây, tập hợp thứ hai thì cô có thể ghi tắt là gì? Là tiếng Pháp. Và các con lưu ý này, ở đây chúng ta thấy tiếng Anh và tiếng Pháp, chúng ta có 18 bạn học cả hai thứ tiếng, tức là hai tập hợp này sẽ giao nhau. Và cái phần giao nhau này chính là gì? Chính là 18, được chưa nào? Đây, và chúng ta thấy là gì? Đối với tập hợp các bạn mà học tiếng Anh thì có 25 bạn học tiếng Anh, tức là tập hợp này sẽ có 25 phần tử. Trong đó đã có 18 phần tử chung ở phần giao này, nhau này rồi. Vậy thì phần còn lại sẽ là bao nhiêu học sinh? Thì chính là gì? Chúng ta sẽ lấy 25 trừ đi 18 thì sẽ còn lại cái phần này và bằng bao nhiêu nhỉ? Ở đây sẽ là bằng 7 bạn. Đây nhá, các con lưu ý 7 bạn ở miền ngoài này là 7 bạn chỉ học tiếng Anh. Được chưa? Cái phần chung này là gì? Phần giao nhau giữa hai đường tròn là gì? Là các bạn mà học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Vậy tương tự thì chúng ta cũng sẽ tính được là số bạn học chỉ học tiếng Pháp bằng cách là gì? Là lấy, ở đây chúng ta có 27 bạn học tiếng Pháp. Trong đó 18 bạn đã học cả thêm tiếng Anh nữa rồi. Vậy thì chúng ta sẽ trừ đi 18 và chúng ta sẽ còn ở đây là gì? Là 9 bạn chỉ học tiếng Pháp thôi. Vậy thì dựa vào sơ đồ này chúng ta thấy là gì? Tổng số học sinh trong lớp chính là bằng số học sinh chỉ học tiếng Anh cộng với số học sinh học cả tiếng Anh và tiếng Pháp và cộng với số học sinh chỉ học tiếng Pháp thôi. Được chưa nào? Vậy thì dựa vào sơ đồ này chúng ta sẽ có lời giải chi tiết là gì? Đầu tiên các con phải tính được là gì? Số học sinh chỉ học tiếng Anh, rồi số học sinh chỉ học tiếng Pháp, và chúng ta sẽ cộng tất cả học sinh học chỉ học tiếng Anh, số học sinh chỉ học tiếng Pháp và số học sinh học cả hai thứ tiếng thì chúng ta sẽ ra số học sinh của cả lớp, được chưa nào? Rồi chúng ta sẽ đi vào phần bài giải. Đây, như cô vừa phân tích rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tính là gì? Số học sinh chỉ học tiếng Anh. Là đây chúng ta sẽ lấy 25 trừ đi 18 và bằng 7 học sinh. Tương tự, số học sinh chỉ học tiếng Pháp là 27 bạn trừ đi số học sinh học cả hai thứ tiếng là 18 và chúng ta sẽ tính ra được 9 bạn chỉ học tiếng Pháp. Vậy thì từ đó chúng ta tính được là gì? Số học sinh của lớp là học sinh của cả lớp là ở đây là vì gì? Vì chúng ta thấy là gì? Trong một lớp học, mỗi học sinh đều phải học một thứ, ít nhất là một thứ tiếng nào đó, đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ tính được số học sinh của cả lớp bằng cách lấy số học sinh chỉ học tiếng Anh cộng với số học sinh chỉ học tiếng Pháp và cộng tiếp với số học sinh mà học cả hai thứ tiếng và chúng ta sẽ tính ra được là gì? 7 cộng 9 cộng với 18 và bằng bao nhiêu? 7 cộng 9 là 16 này, 16 cộng với 18 thì bằng 34 học sinh. Vậy thì đáp số chúng ta cần tìm là gì? 34 học sinh. Để chưa nào? Đây, các con hiểu cái phương pháp sơ đồ Venn hay là biểu đồ Venn để giải toán chưa nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm thêm một bài tập nữa để hiểu rõ hơn về cái phương pháp sử dụng biểu đồ Venn này nhé.
Rồi và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục làm bài tập thứ hai. Bài 2, đề bài cho là gì? Hai đội tuyển học sinh giỏi văn và toán có tất cả 15 bạn. Số bạn trong đội tuyển văn là 10 bạn, số bạn trong đội tuyển toán là 8 bạn. Hỏi có mấy bạn tham gia cả hai đội tuyển để trên nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng phân tích đề bài kỹ hơn một chút nhé. Ở đây đề bài cho là gì? Hai đội tuyển học sinh giỏi văn và toán thì có tất cả là 15 bạn. Số bạn trong đội tuyển văn là 10 bạn, số bạn trong đội tuyển toán là 8 bạn. Và đề bài hỏi là gì? Có bao nhiêu bạn tham gia cả hai đội tuyển? Vậy thì chúng ta cùng thấy là gì? Nếu như chúng ta lấy số bạn tham gia đội tuyển văn cộng với số bạn tham gia trong đội tuyển toán thì chúng ta thấy là bằng 10 cộng 8 và bằng 18, lớn hơn tổng số bạn tham gia ở trong hai đội tuyển đó. Chính vì thế là gì? Là sẽ có một số bạn nào đó tham gia cả hai đội tuyển. Vậy thì việc của chúng ta là phải tìm ra xem có bao nhiêu bạn tham gia cả hai đội tuyển đó. Được chưa nào? Vậy thì để làm bài tập này thì chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ Venn để chúng ta làm. Vậy thì bây giờ cô sẽ minh họa cho cô gọi như các bạn tham gia đội tuyển văn là một tập hợp, các bạn tham gia đội tuyển toán là một tập hợp, và số bạn tham gia cả hai đội tuyển chính là số phần tử chung của hai tập hợp đó. Và cô sẽ minh họa hai tập hợp đó bởi hai đường tròn khép kín. Đây, cô minh họa đây là số bạn tham gia đội tuyển văn và cô ghi tắt là giày văn nhé. Và đây là số bạn tham gia đội tuyển toán. Đây là số bạn tham gia đội tuyển toán. Được chưa nào? Thì chúng ta biết là gì? Tổng số bạn tham gia cả hai đội tuyển là 15 bạn. Trong đó đội văn thì có là gì? Có 10 bạn. Còn đội toán thì có 8 bạn. Đây, cô ghi tắt là 8 bạn và 10 bạn. Và chúng ta thấy là gì? Ở đây có phần cô gạch chéo bằng màu vàng này, chính là số bạn tham gia cả hai đội tuyển, là cả đội văn và cả đội toán. Thì các con cùng quan sát nhé. Trong 10 bạn tham gia ở đội tuyển văn thì sẽ có các bạn nằm trong phần cô tích dấu màu đỏ, được chưa nào? Đồng thời sẽ có cả những bạn tham gia ở trong cả hai đội tuyển, đúng chưa nào? Và tương tự như thế là gì? Đối với đội toán thì sẽ bao gồm các bạn cô tích bằng màu xanh như thế này chẳng hạn, và cũng gồm các bạn nằm trong phần gạch chéo màu vàng. Và việc chúng ta là sẽ đi tìm xem ở trong phần này có bao nhiêu bạn. Thì chúng ta để ý nhé, ở đây thì ta có 10 bạn tham gia đội văn và 8 bạn tham gia đội toán thì sẽ bằng là gì? Phần bên này cộng phần ở giữa cộng tiếp phần bên này và cộng thêm phần ở giữa nữa, đúng chưa nào? Đây, đội tuyển văn thì bằng số phần tử trong phần màu đỏ này cộng với số phần tử trong phần màu vàng. Số bạn đội toán thì gì? Bằng số bạn trong phần màu xanh cộng với số bạn trong phần màu vàng. Thì chúng ta thấy là gì? Nếu như chúng ta lấy số bạn tham gia văn cộng với số bạn tham gia toán thì sẽ có hai lần xuất hiện là hai lần số bạn tham gia ở trong phần màu vàng này, đúng chưa nào? Vậy thì muốn tìm ra được số bạn tham gia cả hai đội tuyển chính là việc chúng ta đi tìm xem số bạn nằm trong phần màu vàng này là bao nhiêu. Thì chúng ta chỉ cần làm gì thôi? Chúng ta chỉ cần lấy số bạn tham gia đội văn cộng với số bạn tham gia đội toán và trừ đi tổng số bạn tham gia thì chúng ta sẽ tìm được ra số bạn tham gia cả hai đội tuyển đó, được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng làm là gì? Số bạn tham gia cả hai đội tuyển cả hai đội tuyển văn và toán là 10 bạn tham gia đội tuyển văn cộng với 8 bạn tham gia đội tuyển toán và trừ đi tổng số bạn tham gia chính là 15. Và cuối cùng ở đây bằng bao nhiêu? 10 cộng 8 thì là 18, trừ đi 15 thì còn 3 bạn. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Có 3 bạn tham gia vào cả hai đội tuyển, được chưa nào?
Rồi, đây là bài tập thứ hai mà chúng ta dùng phương pháp biểu đồ Venn để chúng ta giải. Và để hiểu kỹ hơn, chúng ta sẽ cùng làm thêm một bài tập nữa nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục làm bài tập thứ ba. Bài 3 đề bài cho là gì? Lớp học có 30 học sinh, cô giáo tổ chức câu lạc bộ võ và câu lạc bộ vẽ. Có 15 bạn tham gia câu lạc bộ võ, 16 bạn tham gia câu lạc bộ vẽ, trong đó có 10 bạn tham gia cả hai câu lạc bộ. Thời gian sinh hoạt của hai câu lạc bộ là khác nhau. Hỏi trong lớp còn bao nhiêu bạn không tham gia câu lạc bộ nào? Đây thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích đề bài kỹ hơn một chút. Đề bài cho là gì? Lớp học có 30 học sinh, cô giáo tổ chức hai câu lạc bộ võ và câu lạc bộ vẽ. Có 15 bạn, đây, 15 bạn thì tham gia vào câu lạc bộ võ, 16 bạn tham gia vào câu lạc bộ vẽ. Trong đó có 10 bạn tham gia vào cả hai câu lạc bộ. Và đề bài hỏi là gì? Là trong lớp còn bao nhiêu bạn không tham gia câu lạc bộ nào? Và bây giờ cô sẽ cũng sẽ hướng dẫn các con sử dụng biểu đồ Venn để chúng ta giải bài toán này. Thì ở đây cô coi cả lớp học là một tấm hợp. Thì trong đó có 15 bạn tham gia câu lạc bộ vẽ và 16 bạn tham gia câu lạc bộ 15 bạn tham gia câu lạc bộ võ, 16 bạn tham gia câu lạc bộ vẽ. Vậy thì câu lạc bộ võ và câu lạc bộ vẽ sẽ là tập con của tập hợp gồm các học sinh trong lớp, đúng chưa nào? Rồi, và bây giờ cô sẽ minh họa các tập hợp đó bằng biểu đồ Venn nhé. Đây, vòng tròn to này cô sẽ minh họa cho cả lớp và gồm 30 học sinh. Thì trong 30 học sinh đó thì sẽ có là gì? 15 bạn tham gia vào câu lạc bộ võ. Đây là câu lạc bộ võ này. Võ thì gồm 15 bạn. Ở đây có 10 bạn là tham gia cả hai câu lạc bộ. Vậy thì câu lạc bộ võ và câu lạc bộ vẽ sẽ có các đường tròn giao nhau. Đây, cô vẽ lại cái này bằng màu khác để chúng ta cùng nhìn nhé. Đây, đây chính là câu lạc bộ. Đây là câu lạc bộ vẽ. Ở đây chúng ta có 16 bạn tham gia câu lạc bộ vẽ. Và phần giao nhau của hai đường tròn này chính là số bạn tham gia cả hai câu lạc bộ là gì? Là gồm có 10 bạn. Vậy thì các con nhìn vào đây là gì? Nếu dựa vào hai vòng tròn nhỏ, đúng chưa nào? Thì chúng ta sẽ tìm ra được số bạn tham gia chỉ tham gia câu lạc bộ võ và số bạn chỉ tham gia vào câu lạc bộ vẽ, tương tự như bài 1 mà cô đã hướng dẫn lúc nãy, đúng chưa nào? Vậy thì khi mà tìm được số bạn tham gia chỉ tham gia câu lạc bộ võ và số bạn chỉ tham gia câu lạc bộ vẽ thì chúng ta sẽ tính được là gì? Có tất cả bao nhiêu bạn trong lớp tham gia vào hai câu lạc bộ. Từ đó thì các con sẽ tính được là gì? Chính phần viền ngoài này này là các bạn mà không tham gia câu lạc bộ nào cả. Vậy thì chúng ta chỉ cần lấy tổng số học sinh của cả lớp trừ đi số bạn tham gia vào hai câu lạc bộ thì chúng ta sẽ tính ra được số bạn không tham gia câu lạc bộ nào cả. Được chưa nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trình bày lời giải chi tiết nhé. Đây, giải. Vậy thì như cô vừa phân tích rồi, đúng chưa nào? Thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ tìm số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ võ. Chỉ tham gia câu lạc bộ võ. Đây, muốn tìm số học sinh chỉ tham gia vào câu lạc bộ võ thì ta lấy tổng số học sinh của câu lạc bộ võ trừ đi số học sinh tham gia của cả hai câu lạc bộ thì chúng ta sẽ có là gì? 15 bạn tham gia câu lạc bộ võ này trừ đi 10 bạn tham gia cả hai câu lạc bộ và chúng ta sẽ tìm ra được 5 bạn chỉ tham gia câu lạc bộ võ. Tiếp theo là gì? Là số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ vẽ. Số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ vẽ. Đây, thì số học sinh chỉ tham gia câu lạc bộ vẽ thì bằng cách là gì? Lấy số học sinh tham gia câu lạc bộ vẽ trừ đi số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Thì ở đây chúng ta sẽ có là 16 bạn tham gia câu lạc bộ vẽ này trừ đi 10 bạn tham gia cả hai câu lạc bộ và bằng 6 bạn tham gia chỉ tham gia câu lạc bộ vẽ. Được chưa nào? Như vậy là gì? Muốn tính được số học sinh không tham gia câu lạc bộ nào cả thì chúng ta chỉ việc lấy tổng số học
sinh của lớp trừ đi số học sinh tham gia vào hai câu lạc bộ, được chưa? Vậy thì đến đây chúng ta sẽ tính được là gì? Số học sinh không tham gia câu lạc bộ nào cả. Không tham gia câu lạc bộ nào. Là đây, chúng ta có là gì? Tổng số học sinh trong lớp là 30. Chúng ta sẽ trừ đi số bạn chỉ tham gia câu lạc bộ võ và số bạn chỉ tham gia câu lạc bộ vẽ, đồng thời là số bạn tham gia cả hai câu lạc bộ, thì chúng ta sẽ có được số bạn không tham gia câu lạc bộ nào cả. Vậy thì ở đây chúng ta có 5 cộng 6 cộng 10 chính là số bạn tham gia vào hai câu lạc bộ võ và vẽ, thì chúng ta sẽ tính được là gì? 5 cộng 6 là 11, cộng 1 là 21. Vậy thì 30 trừ đi 21 là sẽ còn 9 bạn không tham gia câu lạc bộ nào cả. Vậy thì chúng ta đã tìm ra được số học sinh không tham gia câu lạc bộ nào cả, được chưa nào? Như vậy là gì? Hôm nay cô đã hướng dẫn được các con 3 dạng bài, 3 bài tập mà chúng ta sử dụng biểu đồ Venn để chúng ta giải toán. Về nhà các con cùng xem kỹ lại video để làm được những bài tập tương tự nhé. Xin cảm ơn tất cả các con đã chú ý theo dõi buổi học của cô ngày hôm nay. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp các con trong buổi học tiếp theo.